Dạ vâng, hello, xin chào cả nhà. Vâng, mời cả nhà quay trở lại với vườn lan Ca Linh. Vâng, thời gian vừa qua em Ca Linh có bận đấy, và đưa học sinh đi thi đấu hội khỏe phổ đồng cấp tỉnh nên là vắng bóng trong một thời gian. Vâng, và ngày hôm nay em Ca Linh quay trở lại tiếp tục chia sẻ các bác cô chú anh chị những dòng địa lan hoa nở vào Tết cô chú anh chị nhá. Vâng, như dòng địa lan Thanh Ngọc đây ạ. Cây đang làm nụ mọi người. Đấy, nụ và mầm rất là khỏe và đẹp mọi người ạ. Đấy, trong cái thời gian này thì cây đang phát triển cả mầm lẫn nụ. Đây như đây là mầm các bác cô chú anh chị này. Cực kỳ xinh đẹp luôn ạ. Đấy. Đấy, em xem những cái nụ như cái chậu này thì hình như là đang bắt đầu nhú nụ thôi. Đây đang bắt đầu nhú nụ thôi. Có những chậu thì nụ nó là đã lên cao rồi. Đây như chậu này là nụ nó đã lên này. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Vâng, thì ngày hôm nay em tiếp tục chia sẻ các bác cô chú anh chị là dòng địa lan Thanh Ngọc này, dòng địa lan Hoàng Cẩm Tố. Cẩm Tố thì một trong những mặt bông rất là đẹp, phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Các mọi người đợi em một xíu, em sẽ lấy cái mặt bông cho mọi người cùng xem các mặt bông của dòng địa lan trên vườn em ạ. Dạ vâng, đây mọi người đang ngắm là bông địa lan Hoàng Cẩm Tố, cần hoa khi nào cũng vượt thân vượt lá, rất là đẹp ạ. Đấy mọi người ơi. Đây, cái dòng này thì để mà chê thì không thể chê vào đâu được mọi người nhá. Đó là dòng thứ nhất địa lan Hoàng Cẩm Tố em giới thiệu mọi người. Loại thứ hai là Thanh Ngọc này, địa lan Thanh Ngọc đây ạ. Đấy, dòng này đều là nở vào Tết hết mọi người nhá. Đây này, năm ngoái này em mua Thanh Ngọc về em trồng đây ạ. Từ 26 tháng 11 năm 2022. Đây, khu vườn em đây. Đấy, và trồng cho tới bây giờ thì nó đẻ rất nhiều rồi. Nó đẻ rất nhiều mọi người ạ. Bán rất nhiều rồi đấy. Đó là dòng địa lan Thanh Ngọc. Tiếp theo là dòng đây này, em đang đợt cắt hoa đây ạ. Đấy, đợt năm ngoái cắt hoa đấy. Dòng Triều Châu Tố Hà. Triều Châu Tố Hà còn mỗi một chậu thôi, một chậu hai thân thôi, bán rẻ cho mọi người chơi. Đấy, mặt bông của Triều Châu Tố Hà bông rất bầu nhá, nó là bông cánh bầu và rất là đẹp luôn ạ. Tiếp theo là dòng sen hồng thần hà này. Sen hồng thần hà dòng đột biến cả lá này. Đấy, dòng lá biên nhé mọi người. Lá sọc đấy. Và dòng hoàng kim công chúa. Đấy, hoàng kim công chúa. Đấy, em sẽ đi cụ thể vào từng cây nhé. Đấy, như cái dòng địa lan Thanh Ngọc này thì em giao lưu cho mọi người ngày hôm nay này là 55.000 đồng cho một thân địa lan Thanh Ngọc ạ. 55.000 đồng mọi người nhé. Địa lan Thanh Ngọc là 55.000 đồng cho một thân. Đấy thì mọi người nên là mua cả chậu thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy thì nếu mà gửi được cả chậu thì nó sẽ tốt hơn, nó gửi xe. Và cái này thì em chưa tính tiền chậu đâu mọi người nhé. Tiền chậu sẽ tính riêng ạ. Nhưng cái chậu này thì em không tính đâu. Nhưng các chậu mà có giá trị em mua bằng tiền thì em sẽ tính chậu mọi người nhé. Đó là dòng địa lan Thanh Ngọc là 55.000 đồng cho một thân ạ. Tiếp theo là Triều Châu Tố Hà. Còn hai thân này đang có nụ đây mọi người này. Đấy, cái củ nó to đùng luôn mọi người. Củ nó to lắm. Đang một mầm này. Bên kia hình như một mầm này. Đây là một nụ này. Đấy, đang lên một nụ. Cặp này em giao lưu cho mọi người với giá là 800.000 đồng nhá. 800.000 đồng là chưa tính chậu đâu. Nếu bác nào mà mua cả chậu thì 1 triệu. Đấy, 1 triệu cho cái chậu Triều Châu Tố Hà này ạ. Là còn một chậu duy nhất thôi. Tiếp theo là Hoàng Cẩm Tố này. Địa lan Hoàng Cẩm Tố này. Cẩm Tố thì em còn mấy chậu. Chậu này thì là cái chậu giống này thì nó không được đẹp lắm. Thân nó hơi bé thôi thì em để nó làm giống. Như cái chậu đẹp này thì em giao lưu cho mọi người này. Nó tổng là hai thân. Đấy, và hai măng lớn này. Hai măng lớn này nhá. Thì em giao lưu cái khóm này là chưa tính tiền chậu đâu mọi người ạ. Giao lưu cho mọi người cái chậu Hoàng Cẩm Tố này nhá. Là 700.000 đồng. 700.000 đồng ạ. Hai thân hai măng Hoàng Cẩm Tố rất đẹp luôn ạ. Măng cực kỳ là đẹp luôn nhá. Nếu mà tính chậu nữa thì tính cho em là 200.000 tiền chậu nữa. Đó. Chậu này thì mua là đắt hơn đấy chứ không phải là rẻ hơn đâu. Là Hoàng Cẩm Tố. Cẩm Tố còn chậu này nữa này. Tiếp theo là Hoàng Kim Công Chúa này đang có nụ luôn mọi người nhá. Hoàng Kim Công Chúa đang nụ này. Đấy mọi người nhìn thấy nụ không ạ? Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân. Nó có hai cái nụ đấy.
Chậu hoàng kim công chúa này em giao lưu cho các bác cô chú anh chị với cái giá là 900.000 đồng 6 thân 2 nụ này. Đấy, chậu này rất là đẹp luôn đấy, hoàng kim công chúa. Và chiều châu tố hà là rồi này, sen hồng thần hà, cái bông các bác cô chú anh chị có thể là lục lại để xem cái dòng sen hồng thần hà nhé. Đấy, lục lại để xem cái dòng sen hồng thần hà. Đây, sen hồng thần hà đang có nụ luôn này. Đây này, nụ được các bác cô chú anh chị này. Đấy, đang có nụ nhá. Thì cái dòng sen hồng thần hà này thì một thân này, hai thân này, ba thân, bốn thân. Măng này, đang các bác nhìn cái măng của nó lực đúng không ạ? Năm thân, tính bốn thân thôi. Đấy, những cái chậu này thì em giao lưu cho cả nhà mình với cái giá là, đây mà các bác xem lại cái mặt bông của sen hồng thần hà. Bông rất là đẹp luôn, đẳng cấp luôn ạ. Đây, tổng lá biên nhé. Em giao lưu chậu này là 1.200.000. 1.200.000 cho cái chậu sen hồng thần hà này ấy. Đấy, thì buổi tối hôm nay em giao lưu với bác cô chú anh chị những dòng này thôi. Đấy, thì còn cái dòng đại mạc lá biên này, đại mạc cổ lá biên đấy, có mấy chậu rất là đẹp luôn, em sẽ giao lưu sau mọi người nhé. Vâng, đấy thì các bác cô chú anh chị yêu loại nào, thích loại nào, siêu tầm loại nào thì liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại em sẽ chạy ở trên màn hình. Số thứ nhất là 0358169999 và số thứ hai là 0947977186. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc tất cả cả nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng ạ. Em cảm ơn mọi người và chào mọi người. Hẹn gặp lại tất cả các bác cô chú anh chị ạ.